Như vậy là trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã cho hiệp một của trận đấu được bắt đầu. Cơ hội dành cho Hà Nội TBT khá nguy hiểm. Đó là tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ Hà Nội TBT có được. Nhưng rất may là thủ thành Tống Đức An bên phía câu lạc bộ Sài Gòn đã thi đấu rất cảnh giác trong tình huống này. Anh đã có pha ra vào rất hợp lý. Và tiếp theo sẽ là quả phạt góc đầu tiên của trận đấu dành cho đội bóng đến từ Hà Nội. Không có lỗi việt vị. Được truy vào. Đánh đầu khá nguy hiểm. Cú đánh đầu của Gonzalo là rất hay. Nhưng pha cản phá của thủ môn Tống Đức An còn hay hơn. Một ngày làm việc chắc chắn sẽ rất vất vả với thủ thành mang áo số 24 bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Thêm một đường mở bóng rất dài nữa của Quốc Long dành cho hai tiền đạo của Sài Gòn phía trên, vẫn còn cơ hội. Rất đáng tiếc là vừa rồi đường căng ngang của Carlos Lima đã không đến được vị trí của Hồng Duy. Không có quá nhiều cổ động viên có mặt trên sân Thống Nhất ngày hôm nay, nhưng họ vẫn tạo nên một sự cổ động cần thiết. Lại thêm tình huống té ngã nữa của các cầu thủ Sài Gòn, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Khá nguy hiểm, đánh đầu, và như vậy là tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ Hà Nội TBT. Cuối cùng thì những tình huống bóng bổng của Hà Nội TBT cũng đã mang lại kết quả. Một cú đá thẳng khá nguy hiểm. Như vậy là đúng với dự đoán chúng tôi thì Hồng Duy đã lựa chọn một phương án mang tính bất ngờ khi thực hiện quả đá thẳng về phía khung thành của Anh Đức, nhưng đã không thành công. Và qua người rất hay của Xuân Nam, cơ hội dành cho Sài Gòn. Cú dứt điểm, tỷ số là cân bằng 1-0. Không như vậy là không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Sài Gòn và bỏ lỡ rất đáng tiếc của Trương Công Thảo. Một làn gió mới đã được thổi vào lối đá tấn công của các cầu thủ Sài Gòn với sự xuất hiện của Trương Công Thảo. Và vừa rồi thì thiếu chút nữa, cầu thủ đường Vô Sơn trong hai này đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Đó là pha sút bóng của Gonzalo. Ngoài thành lương ra thì Gonzalo cũng đang đứng trước bóng, nhưng cả hai đều có thể tung ra những cú dứt điểm bằng chân trái. Có thể đó sẽ là Gonzalo. Cú dứt điểm của Gonzalo rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 2-0 cho Hà Nội TBT. Một góc sút mà một cầu thủ thuận chân trái sẽ rất muốn thực hiện và dứt điểm thẳng về phía khung thành của thủ môn đối phương. Gonzalo là người được trao cơ hội để thực hiện cú đá. Tập hợp đá phạt nhanh của các cầu thủ Sài Gòn. Cơ hội đánh đầu. Ở một tình huống đã ở rất gần với khung thành như vậy nhưng các cầu thủ Sài Gòn vẫn bỏ lỡ. Đó là pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của trung vệ Andrew. Một tình huống dứt điểm như là phá bóng hơn là đánh đầu vào lưới đối phương của một trung vệ. Vẫn là một đường truyền hướng đến vị trí của Gonzalo. Vẫn còn cơ hội, cú dứt điểm. Thêm cú dứt điểm nữa, cơ hội dành cho Hà Nội. Cú sút tỷ số là 3-0. Một cú đúp của Gonzalo. Những pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Hà Nội TBT về phía khung thành của thủ môn Đức An. Và dù đã rất nỗ lực nhưng thủ thành này cũng không thể tránh khỏi bàn thua thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng thứ 2 của Gonzalo trong trận đấu và cũng là pha lập công thứ 9 của anh ở mùa giải năm nay. Sài Gòn đã phải nhận thêm 2 bàn thua đều do công của Gonzalo. Bây giờ là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Vẫn còn Carlos Lima. Lima vẫn tỏ ra vụng về trong những tình huống xử lý cuối cùng của mình. Đáng lẽ ra thì chính tiền đạo này mới là người phải rời sân chứ không phải là những đồng đội của anh. Sẽ có thêm một cơ hội nữa dành cho Sài Gòn. Bóng lên chạm cột dọc. Lúc này thì ngay cả khi thủ môn Anh Đức đã bó tay thì may mắn vẫn không mỉm cười với Sài Gòn. Trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà đã tỏ ra quá đen đủi. Văn Kiên. Lại là cú sút của Quang Hải. Đó là một pha dứt điểm rất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 19 bên phía Hà Nội TBT.
Ngày hôm nay thì Quang Hải cũng đã hoạt động rất năng nổ và tích cực. Và như vậy là đúng lúc này thì trọng tài chính của trận đấu, ông Nguyễn Ngọc Châu, cũng đã thổi còi cho trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và Hà Nội TVT khép lại.